Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của vợ chồng ông Hoàng Văn Khanh và vợ là bà Nguyễn Thị Mua, thường trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, đề nghị về việc. Gia đình mua đất của thôn bán trái thẩm quyền và đã xây dựng nhà ở kiên cố nhiều năm nay. Thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân thị trấn Lương Bằng yêu cầu gia đình tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên rãnh thoát nước. Đơn thư ông Khanh đề nghị là trong công trình vi phạm thì có phần diện tích 12,7m2 đang phạm vào công trình nhà kiên cố cao tầng được gia đình sử dụng làm nhà ở. Nếu tháo dỡ sẽ gây hư hỏng tài sản của gia đình. Theo dấu đơn thư công dân phản ánh, phóng viên chuyên mục hộp thư đã về thực tế tại địa phương và có phản ánh sau. Đây là khu vực đất gia đình công dân Hoàng Văn Khanh và vợ là Nguyễn Thị Mua đề nghị trong đơn. Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, năm 1998, ông Khanh mua lại đất của ông Nguyễn Tiến Tưởng và vợ là bà Phạm Thị Liên. Vợ chồng ông Tưởng, bà Liên là những người mua đất thanh lý của thôn năm 1997. Theo hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Khanh so với bản đồ đo đạc qua các thời kỳ, so với thiết kế mặt bằng, khu 17 xuất đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng cho Ủy ban nhân dân xã Lương Bằng đấu giá theo quyết định số 2391 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 1996. Chiều dài xuất đất là 24 m. Sau khi trừ lưu không từ tim đường vào là 11 m thì hộ ông Khanh tăng khoảng 51,4 m2. Nguyên nhân do tăng một phần diện tích chiều rộng của xuất đất, lấn sang phần diện tích mương quy hoạch và sang một phần thửa đất Ủy ban nhân dân thị trấn thanh lý trái thẩm quyền cho hộ ông Thành, bà Liên. Theo ghi nhận của phóng viên tại thực địa, ngày 1 tháng 8 năm 2024, thì gia đình ông Khanh đã tự nguyện tháo dỡ các công trình phụ, lều lán, tường bao quanh vi phạm trên đất thủy lợi. Tuy nhiên, đối với phần diện tích 12,7m2 đang có nhà kiên cố, gia đình vẫn chưa tháo dỡ. Tại buổi làm việc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mua và anh Hoàng Trung Quyết, con trai ông Khanh, cũng đã hiểu được việc thôn bán đất năm 1997 là không đúng thẩm quyền. Gia đình nhà tôi là Hoàng Văn Khanh và Nguyễn Thị Mua có mua mảnh đất năm nay là 27 năm chúng tôi xây dựng kiên cố, xây dựng từ đó ở rất là yên bình, không có một cái gì xảy ra mà không ai đến đây để mà bảo là tháo dỡ và hoặc là xây trái phép cả. Cho đến bây giờ thì là nói là theo với cả chuyến của huyện này là 24 mét nhưng bây giờ là đo là 27 mét. Khi nhận được cái quyết định 01 của huyện là gia đình tôi đã chủ trương là phá dỡ cái công trình phụ này với chiều dài theo như trong quyết định 01 là mảnh đất là dài 24 mét nhưng mà thực tế ra là gia đình tôi là ở ổn định và sử dụng là 27 mét và đã sử dụng và đã xây dựng công trình kiên cố lên trên mảnh đất rồi và theo như kết luận vẫn là đang vi phạm 12 mét. Quá trình làm việc với phóng viên cùng công dân, công chức địa chính thị trấn Lương Bằng cho biết, ngày 8 tháng 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động ban hành kết luận số 01 về việc kiểm tra xác minh một số nội dung theo đơn thư phản ánh và dư luận của công dân. Kết luận số 01 xác minh cho thấy, ngày 15 tháng 11 năm 1996, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng có quyết định số 2391 về việc chuyển mục đích sử dụng đất. Quyết định cho phép Ủy ban nhân dân xã Lương Bằng, nay là thị trấn Lương Bằng, chuyển mục đích sử dụng 1.836 m2 thành khu dân cư để đấu giá cho 17 hộ dân làm nhà ở. Thiết kế mặt bằng kèm theo thể hiện thửa đất được thiết kế để đấu giá có chiều dài là 24 m. Sơ đồ giao đất cho các hộ chúng đấu giá thể hiện hành lang được tính từ tim đường vào đến hết đất giao cho các hộ là 11 m. Sau khi Ủy ban nhân dân xã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho đấu giá 17 suất đất, gần khu vực bán đấu giá đất còn một số diện tích không nằm trong thiết kế mặt bằng khu 17 suất đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ủy ban nhân dân xã Lương Bằng đấu giá theo quyết định số 2391. Năm 1997, Ủy ban nhân dân xã Lương Bằng có chủ trương cho thôn Bằng Ngang thanh lý 4 suất đất để lấy tiền xây dựng điện, đường, trường, trạm. Thời điểm tổ chức thanh lý đất, thôn không có biên bản bàn giao đất và cũng không giao đất cho các hộ ngoài thực địa. Việc thôn đứng ra bán 4 suất đất theo quy định tại điều 23 Luật Đất đai năm 1993 là trái thẩm quyền. Kết luận số 01 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Động giao Ủy ban nhân dân thị trấn Lương Bằng tuyên truyền vận động hộ ông Hoàng Văn Khanh tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại diện tích đất đã lấn chiếm theo quy định của pháp luật, thiết lập hồ sơ, biên bản vi phạm và tiến hành xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan đối với phần diện tích đất do hộ ông Hoàng Văn Khanh đã lấn chiếm. Chủ trì phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên và môi trường huyện xác định ranh giới, mốc giới các thửa đất để thực hiện việc quản lý theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, việc gia đình ông Hoàng Văn Khanh, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động
mua đất không đảm bảo quy định của pháp luật về đất đai, vi phạm quy định về thẩm quyền giao đất được quy định tại Điều 23 Luật Đất đai năm 1993, trách nhiệm thuộc ban lãnh đạo thôn Bằng Ngang và có phần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã, cán bộ địa chính xã Lương Bằng, nay là thị trấn Lương Bằng, thời điểm thanh lý. Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8. Phần tiếp theo của chuyên mục, chúng tôi xin trích dẫn khoản 4, điều 89, Luật Đất đai 2024 hướng dẫn quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Mời quý vị cùng tham chiếu. Bước 1. Khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban cưỡng chế thu hồi đất, bao gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện là trưởng ban, đại diện các cơ quan có chức năng thanh tra, tư pháp, tài nguyên và môi trường, xây dựng, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi là thành viên và các thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định. Bước 2. Ban cưỡng chế thu hồi đất vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế. Nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì ban cưỡng chế thu hồi đất lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày lập biên bản. Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì ban cưỡng chế thu hồi đất tổ chức thực hiện cưỡng chế. Bước 3. Ban cưỡng chế thu hồi đất có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. Nếu không thực hiện thì ban cưỡng chế thu hồi đất có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì ban cưỡng chế thu hồi đất phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản. Bước 4. Ban cưỡng chế thu hồi đất mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tham gia giám sát việc cưỡng chế thu hồi đất. Ngoài ra, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất do ngân sách nhà nước bảo đảm được lập thành một khoản trong kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101 quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Nghị định 101 quy định rõ thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 20 ngày làm việc. Theo nghị định mới ban hành, từ ngày 1 tháng 8, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi tắt là sổ đỏ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, tức sổ hồng, lần đầu không quá 3 ngày làm việc. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 101 quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Trong đó, Nghị định số 101 quy định rõ thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 20 ngày làm việc. Còn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ hồng, lần đầu không quá 3 ngày làm việc. Theo quy định trên, cả quá trình thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu và cấp sổ đỏ, sổ hồng lần đầu là không quá 23 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thì thời gian thực hiện đối với thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được tăng thêm 10 ngày làm việc. Trong khi đó, theo quy định trước đây, thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu là không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ và không quá 40 ngày đối với các khu vực vùng sâu vùng xa. Như vậy, trong nghị định mới ban hành, Chính phủ đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký và cấp sổ đỏ, sổ hồng lần đầu. Thời gian cấp sổ đỏ lần đầu được tính từ ngày nhận hồ sơ đã đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất theo quy định tại điểm A khoản 1, điều 19 Nghị định số 101. Cùng với đó, Nghị định số 101 cũng quy định cụ thể về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Theo nghị định này, thời gian đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện như sau. Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền đổi thửa hoặc trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê, thu tiền hàng năm là không quá 10 ngày làm việc và không tính thời gian xác định giá đất, ký hợp đồng thuê đất. Trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng là không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp xóa đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kết cấu hạ tầng là không quá 3 ngày làm việc. Nội dung đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu gồm thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất,
Người được giao đất để quản lý gồm tên, giấy tờ nhân thân, pháp nhân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và người được giao để quản lý. Thông tin về thửa đất gồm số thửa đất, số tờ bản đồ, địa chỉ, diện tích, loại đất, hình thức sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất và các thông tin khác về thửa đất. Thông tin về tài sản gắn liền với đất gồm loại tài sản, địa chỉ, diện tích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng, hình thức sở hữu, thời hạn sở hữu và các thông tin khác về tài sản gắn liền với đất. Yêu cầu về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc quyền quản lý đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất và tài sản gắn liền với đất. Các yêu cầu khác của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. Về nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, Nghị định số 101 quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả gồm bộ phận một cửa theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp hồ sơ theo các hình thức, nộp trực tiếp tại các cơ quan quy định, nộp thông qua dịch vụ bưu chính, nộp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa người yêu cầu đăng ký và văn phòng đăng ký đất đai, nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh.